2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, tác giả Sương Vũ, Dương Đình Lôi, tập thứ 108. Quân đội nhân dân không lấy cây kim sợi chỉ của dân. Thằng Tăng, thằng Tẻo đều là lính cũ của đất Củ Chi. Nghe bọn công tác thành vũ khí thăng ba cấp thì mừng lắm nên cuốn gói đi theo. Tưởng đóng loan thưởng quý dễ dàng, chẳng dè bây giờ đứa gãy tay đứa bể đầu mà không có một viên thuốc thì mới sáng mắt ra. Bây giờ nằm ở trong cái bữa lúa địa chủ mà chửi cả lãnh tụ vô sản. Tám râu chơi thiệt điệu, anh cho làm heo vật bò, đãi tiểu đoàn trên 1000 miệng ăn, rượu uống thả cửa. Bọn chỉ huy tiểu đoàn cùng ngồi bàn với hắn uống toàn rượu Tây rượu Mỹ. Sau tiệc rượu anh mời tôi vô buồn, nhắc ghế cho tôi ngồi, rồi nói giọng trịnh trọng, tỉnh tuồng không có vẻ say sưa. À, bữa nay là tiệc liên quan chiến thắng bộ đội Hà Đông Thái Mỹ, đồng thời cũng là bữa tiệc tạm biệt với tôi. Lâu nay mò cảm phục tài năng và đạo đức của tôi và bộ đội tôi. Đóng quân ở đây không có động đến tài sản của dân, không khuấy rầy dân mà lại giúp đỡ dân tận tình. Tám râu hé mở cửa sổ chỉ tay ra ngoài. Bây giờ bà con đang xách gà tới nhờ vô máu trị bệnh thiệt tài tình. Nghe tám râu nói tôi tiếp lời ngay. Ý, đó chẳng qua là đáp đền ơn nghĩa của đồng bào ở vùng An Phú này thôi anh Tám à. Có đáng chi mà anh phải nhắc. Tám râu dường như không để ý câu nói của tôi, giọng anh cảm động. Mò sắp phải đi xa toa rồi, hai lôi à. Ủa, anh đi đâu? Mò phải về Sài Gòn. Tám râu không để tôi hỏi lý do, anh ta nói tiếp. Tài sản này tôi xin giao lại cho anh làm chủ. Tất cả, từ hộp lúa đến ngôi nhà, từ chai rượu đến con cá dưới ao, anh thay mặt tôi mà sử dụng cho cách mạng, ngày nào còn gặp toa thì mò sẽ tính tới. Anh Tám nói gì vậy? Tôi nói thật mà. Thật tự đáy lòng chứ không phải đùa. Hay là trong lúc đóng quân ở đây anh em có làm điều gì phật ý anh chăng? Tám râu xua tay. Bộ đội của anh thật là có kỷ luật cao. Chỉ huy làm sao thì lính làm vậy. Tôi đi là vì tình thế bắt buộc chứ không phải do sự giận hờn phật ý các anh. Xưa nay sở dĩ tôi ở đây là vì vùng này còn nguyên lành, chưa bị một phát đạn nào. Chứ nếu có thì tôi đã không có cái hân hạnh làm quen với một sĩ quan tài ba như toa. Đó là thật lòng của mo, xin toa đừng có nghĩ khác. Nói xong tám râu móc trong ngăn kéo lấy ra một gói vuông vắn buộc ràng cẩn thận, rưng rưng nước mắt. Đây là số bạc mọn, một nửa mo tặng cho toa, còn một nửa tặng cho anh em chi dụng. Khi nào toa uống rượu thì nhớ uống giùm mo một ly nha. Rồi tám râu đứng dậy ôm tôi hồi lâu. Tôi hiểu ý anh. Ngoài tình cảm riêng tư giữa hai người, anh còn muốn tôi trở thành người trong gia đình của anh. Chẳng là lâu nay anh cố ý xe duyên tôi cùng với cô Trúc Mai, cháu kêu anh bằng cậu, đang học ở trường Gia Long, Sài Gòn. Ngờ đâu Trúc Mai là chị của Huỳnh Mai, người con gái đã yêu tôi lúc tôi làm đại biểu đoàn 69 đến sân bay Biên Hòa đọc diễn văn trong đại hội mừng công năm 64. Huỳnh Mai đã gửi thư về nhà cho Trúc Mai biết về mối tình của chúng tôi. Rồi sau đó, chờ ăn B-52, Huỳnh Mai chết không để lại một dấu vết gì. Khi tâm sự với tôi, Trúc Mai hỏi tôi có quen với ai tên Huỳnh Mai không. Tôi lắc đầu một cách hồn nhiên, cũng may. Lúc đứng ra đọc diễn văn trước đại hội, tôi được ban tổ chức không cho mang một tên tuổi nào. Cho nên Huỳnh Mai cũng gọi tôi bằng một cái tên khác do tôi bịa ra, cũng như chính Vinh Tư Chi vậy. Tám râu mong muốn trói chân chim bằng một sợi tóc Trúc Mai, nhưng lòng gã thiên lôi như lượn sóng thủy triều, có khi nào chịu dừng lại ở bến bờ nhất định đâu. Cho nên rồi lại bỏ lỡ cơ hội trong khi cánh cửa hạnh phúc đang mở trước mặt chàng. Trở về đơn vị tôi nằm không yên. Không phải vì mối tình Trúc Mai chống nở, mà chính vì sự rời bỏ quê của tám râu. Lâu nay đất An Phú là ốc đảo hòa bình, dân giàu có, thực phẩm sung túc phủ phê. Cách mạng dựa vào đó như một bức tường hiếm có. Bây giờ chiến trận nổ bùng, tụi N10 của cô Kiều đóng đô ở đây kéo theo vệt máu chưa khô từ Sài Gòn. Kế đó đơn vị của tôi đánh đồn Thái Mỹ, không khí yên ổn đã bị phá tan. Rồi đây bom đạn sẽ đến, tám râu là người hiểu biết tình hình và biết cách đối phó.
Anh đóng thuế cho nhà nước giải phóng cả ngàn dạ lúa, tặng chơi một kỳ lạc quyên 500 dạ. Đây là loại người có thể xếp vào hàng bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên hồi đầu cách mạng 45. Thế nhưng sau khi Bác Đảng về thủ đô, bà bị cách mạng cải cách ruộng đất đấu tố. Bà chỉ nuôi cụ Hồ kêu lên ông em là chủ tịch nhà nước, nhưng ông em nuôi ngoảnh mặt làm ngơ để cho bà chị bị xử bắn. Có lẽ tám râu sợ phải vướng vào cái cảnh của bà chị nuôi của Hồ nên dòng trước chỗ yên thân. Một là tránh bom đạn, hai là đề phòng bọn 3B, năm nhân, huyện ủy trảng bàn chăn. Nghĩ thêm về cách mạng tôi thật không hiểu. Như tôi, dày sành đạp sỏi 20 năm đi trên đường cách mạng, thế mà họ nghi tôi là gián điệp. Cũng bởi vì tôi không chịu móc thằng em đại úy thị quân lục chiến của tôi làm một trận binh biến như Phùng Văn Mười ở Bình Dương năm 63. Ai ở cho vừa lòng cách mạng đây? Đang nằm thiêu thiêu thì có tiếng quào quào đầu võng, tôi ngóc dậy thấy một bóng người nhỏ thó. Anh hai, anh Hải, cho em báo cáo. Tôi biết ngay đó là thằng Đá liên lạc của tôi. Nó là người bắt học sinh lớp 8 bị bắt đi giải phóng miền Nam. À, có chuyện gì vậy Đá? Em mới bắt được cái gói này. Gói gì? Thủ trưởng đi xuống hầm rồi em trình bày. Dùng này chưa bị bom đạn nên lính ngủ trên mặt đất. Riêng tôi và các cận vệ mến anh hai nên đào cho anh hai một cái hầm tạm tạm khá hơn mèo quào một chút. Thấy thằng bé nói có vẻ quan trọng, tôi bèn xuống hầm nó bò theo. Tôi móc đèn pin rọi lên thì nó cũng vừa đưa cái gói ra. Tôi cầm lấy cái gói, chỉ bóp bóp không cần mở ra cũng biết là vấn đề gì rồi. Tôi hỏi ngay, à, của thằng Thượng phải không? Ý trời ơi, sao thủ trưởng biết tài vậy? Cậu nó là năm thôi, trước đó là xe phó của tao. Sau đánh mấy trận ở cây trắc, đầu bà tao đề bạt lên xe trưởng. Rồi trước khi đi xuống Sài Gòn, tao bảo Tư Nhật chọn nó lên chính trị viên đi. Nó đánh giặc ít sáng kiến nhưng nó không bỏ mặt trận nhờ cái tánh lì. Thằng Đá nhìn tôi ngạc nhiên, tôi tiếp. Cậu nó bảo nó trốn về tìm tao xin nhập vô D7, còn y ở lại dưới đó. Mày lấy cái bọc này ở đâu vậy? Dạ, lúc đi hái ngó sen ngoài đầm. Sao mày lấy được? Dạ, thằng Đá ngập ngừng. Dạ, lâu nay em chú ý thấy nó đi đâu cũng ôm tò tò cái bọc không dám đời ra. Em nghe trong đơn vị sầm xì, mấy ông đào ngũ từ Sài Gòn về bị bắt giam bên suối Gò Gấu. Một số được trả về đơn vị cũ. Đơn vị cũ còn đâu mà về? Dạ, thì em nghe vậy thôi. Còn một số thì bị đi tù. Ai về cũng có thắt lưng một số vàng. Có ông có được cả bọng dây chuyền qua tay nữa. Tôi làm bộ hỏi. Vàng ở đâu mà dắt lưng? Dạ thì họ lấy của người ta ở dưới đó. Tôi chìa cái bọc để cắt ngang câu chuyện. Ê, công của mày phát giác, tao cho mày lấy vài món, còn bao nhiêu tao báo về trên. Thằng Đá xanh mặt. Dạ xin thủ trưởng đừng báo cáo tên em trong đó. Chủ ở trên hiểu lầm, em mất hết danh hiệu giải phóng quân. Em có đọc 10 lời thề trước khi đi. Ê, tao không có ghi tên mày đâu. Tôi vừa nói vừa thọc tay vào bọc lôi ra một cái đồng hồ rồi mằng mặn rút thêm một sợi dây chuyền bảo. Đồng hồ thì mày đeo, còn dây chuyền thì đem về bắt cho em gái hoặc chị mày. Dạ, em không có chị em gì hết. Ê, cái thằng, không có thì cất đó sau này cho người yêu, bộ mày tính không cưới vợ à? Dạ, em đâu có chắc còn sống mà cưới vợ. Tôi nhét đại vô túi nó rồi bước đến ngã mình trên võng. Đây không biết là vụ trộm thứ mấy của đoàn giải phóng thành phố Hồ Chí Minh trực trở tên vàng. Lúc nãy nghe tám râu khen tôi hãnh diện bao nhiêu, bây giờ tôi xấu hổ bấy nhiêu. Tội nghiệp Bác Hồ, người tổ chức và rèn luyện quân đội ta. Hiện giờ nằm ngoài Hà Nội cũng trên chiếc võng chờ tin chiến thắng như tôi. Chắc bác tưởng tượng cảnh các cháu của bác anh dũng tiến du giải phóng Sài Gòn để gắn tên bác lên chói lọi ánh mặt trời phương Đông Hồng và hàng ngũ răm rắp lưỡi lê tuốt sáng giới đầu ngẩng cao mũi lóe rực sao vàng. Nào ngờ đâu đó chỉ là những tên ăn cướp, một đám cướp được tổ chức rất chu đáo có tên là giải phóng quân. Đập tủ kiếng thợ bạc hiệu vàng quơ hết thiệt sướng tay. Trong chiến tranh chúng đã lòi mặt thật, trong hòa bình cái mặt nạ giải phóng càng rơi nhanh.
Chiều hôm sau tôi kéo quân về Củ Chi, các tổ hỏa đầu quân, anh nào cũng mang theo một son thịt gà kho sả. Đó là kết quả thiết thực nhất công tác vận của bác sĩ Năm Hồng. Những chú gà bị hút máu xong chết ngoẻo đem ra vặt lông làm thực phẩm. Như vậy là tôi có trong xác cốt mấy chục cái đồng hồ, còn nữ trang thì không biết bao nhiêu, tôi không đếm hết. Tôi định họp ban chỉ huy D để bàn cách giải quyết, nhưng họp hành bàn cãi thế nào cũng lọt tai chiến sĩ, sẽ có dư luận không tốt nên tôi âm thầm chuồn cho mấy cán bộ nghèo, vợ con nheo nhóc. Một số thì tôi giao cho Năm Tiều để ông tặng mấy bà vợ của ông, một số tôi cho anh nuôi trinh sát pháo thủ để họ coi giờ thi hành nhiệm vụ. Cả chục chiếc dây chuyền, cà rá, lắc thì giữ lại để cho em. Ngoài ra không quên một chiếc đồng hồ cước cạnh để dành cho chính nữa. Người đã cho tôi radio lẫn đồng hồ. Đời tôi chưa bao giờ thấy trận nào lấy được nhiều chiến lợi phẩm của địch như thế. Cây kim sợi chỉ không thèm lấy của dân mần chi. Trận Mậu Thân thật vĩ đại. Một đêm tôi đang ngủ, có người kéo chân tôi. Ai đó? À, đá, giả đá. Ê, bộ mày chống được cái túi khác hả? Ê, dạ không, thằng Thượng muốn gặp cậu. Biểu nó lại đây. Một chập sau Thượng gặp tôi hỏi ngay. Mày tính sao? Nó sụp lại tôi rên rỉ. Cậu hai ơi, cậu cứu giùm cháu. Ờ kìa, chuyện gì vậy nhỏ? Chắc phen này cậu Năm cháu giết cháu mất. Tôi biết tổng nhân còn làm tỉnh. Mày về đây chiến đấu với quyền của tao còn sợ gì nữa? Dạ em làm mất 100.000, 15 cái đồng hồ và dây chuyền cà rá. Ở đâu mà y có? Thằng Thượng im lặng hồi lâu, tôi đốt thuốc và hỏi. Mày đánh mất ở đâu? Dạ không biết đứa nào nó khuấy chơi lúc em lặn dưới đầm để nhổ ngó sen với con ẻn. Tôi giả bộ đánh trống lảng. Ê, mày lặn xuống đó có thấy cái gì của nó không? Đâu có mở mắt ra được mà thấy anh hai. Rồi à, đứa nào quơ cái bọc của mày? Em nghi thằng Đá với thằng Tiền nhưng chúng nó chối. Tiền thì cậu cho em 2.000 để xài chơi, còn lại bao nhiêu gộp với đồng hồ cà gá cậu dặn em đem về đưa cho Mỡ Năm em làm vốn. Cậu chối lại như vậy, cậu không còn trở về trông thấy mặt Mỡ Năm em nữa đâu. Mỡ Năm mày ở đâu? Dạ ở trên trảng cỏ. Mày có thương đứa con gái nào không? Dạ không có. Sao lại không có? Dạ không có thương đứa nào hết. Tao biết mày thương em gái chị Ba Cưng ngoài ràng. Dạ không có. Tôi tra hoài nên nó khai thật. Dạ em thương con muối, em chỉ màu. Em gặp nó 2-3 lần mà không biết nói gì. Bữa nọ em gặp em nắm tay đại, nó giật lại. Nó còn nói nó sẽ thưa ban chỉ huy C, em sợ quá nên không gặp nó nữa. Tôi móc xác cốt lấy ra sợi dây chuyền vàng có tấm lắc đưa cho nó và bảo, bữa nào mày gặp nó mày cho nó sợi dây này thì nó sẽ thương mày, nó không có mép ban chỉ huy nữa đâu. Thiệt hả anh hai? Còn gối đồ của mày tao cất kia, nhưng mày phải khai thật, ở đâu mày có nhiều đồ quý vậy? Nói láo tao không che chở được. Thằng Thượng bật khóc, tôi quát nó nín, nó vừa quẹt nước mắt vừa kể lể. Cậu Năm em không biết sống chết, còn ông Tư Nhật Năm chuyển Tư Chiến thì chết hết rồi. Toàn bộ đều bị pháo dập nát hết từ phút đầu. Ai còn sống sót chảy ra ruộng đều bị cá nhái bắn chết sạch. Ai lụ được qua phía bên kia sông đeo núp trong đám dừa nước thì còn sống. Nhưng tụi nó đổ quân ném lựu đạn vô bụi gặm, lúc bị thương, lúc bị tức nước nổi phình như cá bể bong bóng. Sông gặm có đứa chết chìm luôn. Sông nào? Sông nào? Không biết sông nào. Mày đi cánh nào? Có du kích dẫn đường không? Dạ em đi theo cậu Năm. Ổng được thăng phó chính trị viên D, chỉ huy D2 thuộc E của ông Tư Nhật, đánh vô thành Cổ La, Cổ Lư gì đó. Ê, Cổ Lọ là căn cứ pháo binh Sài Gòn. Dạ, còn D1 và D3 thì đánh vô Tân Sơn Nhất. Đây em có một ông già với một du kích dẫn đường, gần sáng mới tới nơi. Em bò thấy đèn sáng chững mà hồn vía lên mây. Hồi nào tới giờ đâu có thấy đèn như vậy, dây kẽm gai dày bịch không có cuốc xuống để đào công sự như hồi ở Củ Chi anh chỉ huy. Cậu Năm em chỗ vô trong bảo, nên tụi nó ở trong đó, tụi bay nằm đây chờ lệnh.
Không có kềm để cắt dây kẽm thì làm sao vô được? Tôi hỏi, còn Tư Nhật ở đâu? Dạ, ở đâu em đâu có biết, nằm dưới ruộng nước lạnh gung, trên đường xe lam xe gắn máy chạy như tên bắn. Em hộp đầu xuống cỏ chờ lệnh, ngó lại thì thấy cậu Năm em biến mất tiêu. Bỗng nghe tiếng súng nổ thì em biết có lệnh trên. Lính không băng không chui qua lưới chì gai được nên phải ào vô cổng, bị tụi nó xả chung liên chết có đóng ngay trước cổng. Có đứa nào vô lọt được đâu. Bên trong tụi nó hạ nòng pháo bắn thẳng trọn đường mình vô. Mấy đứa dọt qua được cổng thì quay trở ra nhưng không ra được. Năm tới lúc đó ở đâu? Dạ cậu Năm em đi đâu không biết. Tụi em còn mấy đứa lũi đại vô phố và nhà dân. Dân chạy tán loạn. Tụi em mới thừa cơ đập tủ kính lấy đồng hồ nữ trang. Lúc này em gặp cậu Năm. Ổng đưa cho em một vạt bảo. Tao lựa toàn thứ tự động. Lệnh trên là bám trụ tại chỗ chờ viện trợ tới. Hầu mới phát sức cũng nói vậy, đơn vị nào chiếm được căn cứ thì nằm tại đó sẽ có đại quân tới tiếp cứu. Nhưng nằm cả ngày đâu thấy ai. Cậu Năm em ra lệnh rút lui, cậu bảo em gán tìm đường về Củ Chi, còn cậu rút về An Phú Đông. Sao mày biết An Phú Đông? Dạ em nghe vậy thì hay vậy, chứ đâu biết An Phú Đông là ở đâu. Cậu dặn em cứ đem cái bọc về cho mợ Năm em, chứ cậu chắc hết về. Còn tiền bạc ở đâu mà có tới cả 100.000? Dạ đó là tiền của tiểu đoàn. Đưa cho mày rồi đơn vị lấy cái gì ăn? Dạ đơn vị đâu còn ai mà ăn. Chết hết sao? Dạ thì như em báo cáo lúc nãy, đâu còn ai mà ăn, mạnh ai nấy quơ hốt kiếm ăn. Nhưng em không biết đường đi, cứ đeo theo cậu Năm và một tốp còn sống sót bị thương qua gạch bến cát, lại bị pháo đuổi trực thăng ngược theo nên phải trở lại. Trở lại đâu? Dạ em nghe cậu Năm nói là An Nhân hay Gò Vấp gì đó, ở đây lại đụng với nhân dân tự vệ, lúc bị thương lúc bị bắt phải cõng nhau chạy trốn. Tụi Bắc Kỳ đầu hàng hết cả đám, tụi em gặp nhau chừng chục rưỡi. Đứa ở xây cối thông tin, cậu Năm ra lệnh mò trở lại, lôi xác bỏ xuống mương lạng trong vườn lấp đất. Tưởng vậy đã êm, nào ngờ đầm già phát giác kêu pháo bắn phản lực tới ném bom. Cậu Năm với em lạc nhau, không biết đi đâu nên cứ nhắm hướng mày gũi, lũi tìm mà đường về. Ở dưới đó sẽ chết. Em về tới sông Gạch Cha, lên đường số 8 qua lối Trung An mới chắc mình còn sống. Thằng Thường lại bật khóc. Cậu Năm em không biết sống chết. Ổng hy vọng có chút tiền gửi về cho mở nắm mà em không đem về được. Trước thảm cảnh của gia đình Năm Thới, tôi bảo. Tiền đó là tiền ăn của D2, tao phải giữ lại để khi họ về đây tao đưa cho họ mua gạo. Còn một mớ vàng đây mày đem về cho bà, nhưng đừng có nói ôm lên rồi tụi nó nói bộ đồ giải phóng là ăn cướp nghe không. Nay mai biết đâu tới đơn vị mình xuống đó, sẽ bắt chước đập kiến của người ta. Thằng Thượng vui vẻ trở lại. Thú thiệt chứ anh là em không có đập cái tủ kiến nào hết, nhưng tụi nó đập thì em cũng hôi vài cái. Cậu Năm em bảo, có lấy thì đừng lấy hết, phải chừa lại cho người ta vài cái. Rồi mày có chừa không? Dạ chừa gì được mà chừa, em chừa thì tụi khác bôi sạch, chừa cũng như không. Nên em không có chừa, đánh giặc gì kỳ quá anh hai à. Sao kỳ? Em đánh mấy trận với anh thì anh ra lệnh nổ gõ gàng, hướng giặc đi lệnh nổ súng, lệnh rút đi thương binh tử sĩ có người cán, hướng rút quân, nên em không có sợ hãi. Còn ở đây bắn thì mạnh ai nấy bắn, không có đội ngũ gì hết. Rút thì mạnh ai nấy rút, không có lệnh lọt gì gáo. Mà bắn cũng không biết mục tiêu nào, địch gần sao cũng không có trông thấy. Vậy ông Tư Nhật đâu? Nghe em đâu biết. Có gì thông tin không? Lúc em chạy thì có thấy dây điện quấn trên cây, nhưng không biết của mình hay của địch. Mày có nghe ông Năm chuyện còn sống hay chết? Năm chuyện nào? Ổng là tư lệnh mặt trận Nga đánh vô tổng tham mưu đó. Mày đi cánh của ổng mà không biết sao? Em không biết gì hết. Em mới nghe sầm sì là ông Tư Nhật, ông hai phái đều chết ngay ở trận đầu, những người ta giấu lắm. Tại sao hai phái chết? Dạ em không biết. Tao ở nhà mà còn biết. Ổng hô đảng viên Cộng sản tiến lên thì bị bắn dán ót, có phải không? Sao kỳ vậy mà em không có biết? Có lẽ nào lính lại bắn chỉ huy? Như cậu Năm em, có ai bắn ổng đâu, bị gượt cùng đường ổng bảo lính. Đứa nào giỏi thì ra chui tìm đường sống, tao hết khả năng rồi. Thằng nào muốn lên thay tao cứ lên.
Sau đây tôi xin nêu ra tổ chức các bộ tư lệnh tiền phương trong đợt một đánh vào Sài Gòn để các bạn đọc rõ. Trước nhất là căn cứ của tổng chỉ huy do các tướng đầu bò Bắc Kỳ làm chủ. Căn cứ được đặt tại Long Nguyên trong khu rừng già thuộc ấp Nhà Mát xã Long Nguyên, quận Bến Cát, cách Sài Gòn chừng 50 cây số đường chim bay, cách quận lỵ Bến Cát chừng 13 cây số, cách căn cứ Lai Khê của sư đoàn 5 quân lực Việt Nam Cộng Hòa 10 cây số về phía tây bắc, bên một dòng suối đổ ra sông Thị Tính. Dưới ấp này là suối Tre cũng đổ ra sông Thị Tính, độ cao mặt đất từ 32 đến 44 thước so với mặt biển. Long Nguyên có đường lộ đá đỏ chạy từ quận lỵ Bến Cát lên đồn điền cao su Dầu Tiếng, do chủ sở Michelin xây đắp từ khi có đồn điền này để cho xe chủ sở hay xe mẫu chạy. Có những cầu sắt và cầu đúc xi măng bắc qua những nhánh suối ăn thông với sông Thị Tính, Việt Cộng gọi là cầu đen hoặc cầu trắng. Còn có con đường đá đỏ khác, thời các sở cao su còn hoạt động để cho xe sở chạy từ bến xúc đường 14 qua Long Nguyên gọi là đường Long, phải qua cầu sắt bắc qua sông Thị Tính tại ấp Phú Bình. Nhưng hai con đường này và các cây cầu đều bị Việt Minh phá hoại từ lúc kháng chiến đến Tây, nay chỉ có người đi bộ qua lại được thôi. Trong 9 năm đến Tây, nơi này từng là căn cứ của Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Sau khi Nguyễn Bình bị kêu về Bắc giao lại cho Trà là tư lệnh và Lê Đức Anh làm tham mưu trưởng, xuất phát từ căn cứ Long Nguyên, Trà cho mở chiến dịch Bến Cát đánh dọc quốc lộ 3 và trên sông Sài Gòn. Lực lượng gồm có D-302, 303, 304 của E Đồng Nai cũ, cùng các lực lượng địa phương của tỉnh Gia Định do Tô Ký chỉ huy. Trong chiến dịch này, Trà và Anh bị quân Pháp đánh thọc vào căn cứ phải bỏ chạy khỏi Long Nguyên về đất Cuốc, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa, để sau cùng phải chạy lên chiến khu Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, rồi lên tận Sóc Xoài gần biên giới Việt Miên, sau này là căn cứ Trợ. Bây giờ cũng chính Trà cho hồi sinh căn cứ Long Nguyên để cho bộ chỉ huy Trợ ẩn náu. Năm 67, khoảng tháng 7, một trung đoàn công binh 429 do Tư Cường chỉ huy từ giờ xuống đây thiết lập căn cứ vĩ đại này, gọi là căn cứ của Bộ Tư lệnh Tiền phương do Ba Xu đặc trách, quyết định ở trên phải hoàn thành trước Tết Mậu Thân để kịp sử dụng trong cuộc tổng tấn công. Tôi đã từng đến các căn cứ của năm Lê Ba Xu, đây chỉ là trò chơi trẻ con so với cái căn cứ Tiền phương này. Các bạn độc giả thử tưởng tượng hơn 1.000 nhân công làm việc mỗi ngày đào đất cắt cây khiêng vác trong vòng 6 tháng, thì cái hầm đợt cát tri có lẽ còn thua xa. Hầm dưới đất hình nón, cây làm đà ngang đà dọc và trụ cột bề kính ít nhất 3 tấc, bề sâu 3 mét, nắp đắp đất dày 3 mét, vách đất dày 2 mét, gồm có phòng ngủ cho các tên tướng đầu bò, có phòng đặc biệt cho tên sáu di, có phòng họp, có giếng sâu 23 thước, có bếp kiến trúc theo hoàng cầm, phòng chứa lương thực, quân y và vũ khí. Mỗi phòng đều có cửa lên xuống và tấm chắn dày 2 mét. Các phòng ăn thông nhau bằng hầm ngầm có nắp, đặc biệt có máy phát điện nhỏ để cung cấp ánh sáng và có đường dây điện thoại giữa các phòng với nhau. Nói tóm lại, đây là một thành phố nhỏ có thể chứa từ 100 đến 200 người. Do sức lao lực tay chân của bọn nô lệ da vàng gốc Nam Kỳ làm quần quật, bất kể đêm ngày, để cho bọn Bắc Kỳ xâm lược ăn cướp chính quê hương của mình và biến nó thành thuộc địa của đế quốc Bắc Kỳ mang danh hiệu giải phóng quân. Theo ý đồ ở trên thì kiến trúc khổng lồ này sẽ có thể ăn B-52 mà không bị đổ nát, pháo 105 ly không hủy diệt được. Chúng không biết rằng chỉ vài quả pháo 175 hoặc hơn 100 kg thì nắp hầm sẽ bay tung, còn bom đìa thì khoan sâu đến 10 thước, sức phá bề kính là 100 thước, trọng bằng miệng đìa lớn, do đó nó có tên là bom đìa, mỗi quả nặng 750 pound. Sáu di tức Nguyễn Chí Thanh bị một nhánh cây gãy rơi trúng đầu chết ngay không kịp ngáp trước ngay miệng hầm mà hắn vừa bước lên. Lúc đó chưa xảy ra chiến trận, hắn chỉ xuống đây xem qua cho biết sự tình, nào dè bị trời đoản mạng. Bộ chỉ huy tối cao trong trận Mậu Thân đóng ngay trong hầm này gồm tổng chỉ huy Trần Văn Trà, phó Trần Độ, tức chính binh Lê Trọng Tấn,
còn các tên khác như Hoàng Văn Thái tức Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định và Nguyễn Hồng Lâm tức Hai Bứa không ra mặt hẳn và cũng không có ở trong này. Bộ Tư lệnh Tiền phương phân khu 1, Ba Xu Tư lệnh, Tư trường Chính quỹ. Bộ Tư lệnh Biệt phái Tiền phương do Năm Sài Gòn ép trưởng Công trường Chính làm Tư lệnh, Tám Hạ Chánh quỹ, Tư chi Trung tá Pháo binh Tham mưu trưởng. Cánh này đánh Tân Sơn Nhất, Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Pháo binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Lực lượng gồm có E Mũi Nhọn do Tư Nhật làm E trưởng, hai phái chính trị viên E. Một E của Công trường Chính đi hậu tập nhưng không vô được, chỉ tới Tân Thành Đông rồi quay về. Một E của Năm Sĩ thuộc F304 thời Điện Biên Phủ tức E88, chỉ lọt được xuống D khỏi cầu Bông thì bị lính dù chặn đánh tiêu diệt gọn. Còn hai D kia và E bộ bị mắc lầy ở Mỹ Hạnh, bị trực thăng và bom pháo rơi. Kéo về Bến Chùa thì mất phiên hiệu, số tàn quân còn lại nhập qua khu 16 của Ba Kiên góc 325 bắt diệt. Khu 16 của Ba Kiên không có xuống Sài Gòn mà làm nhiệm vụ kiềm chế vùng trung tuyến Củ Chi Trảng Bàng với E-268 để đánh phản kích, bị lữ đoàn dù 173 Mỹ, xe tăng và sư đoàn 25 Mỹ sơ tái toàn bộ. E-268 đánh đồn Tân Thông và đồn Cầu Ván đều mang máu chảy rót, chết trên 300 lính và cán bộ ABCD. Cánh Hổ Ngạn sông Sài Gòn tức phân khu 5 do Nguyễn Văn Sinh tức Ba Ngọt làm tư lệnh, nguyên là lữ trưởng F330 về Nam làm trưởng phòng tác chiến cục tham mưu trợ. Theo kế hoạch thì cánh này sẽ gặp cánh của Nam Sài Gòn ở Gò Vấp để đánh chiếm Tân Sơn Nhất và tỉnh Lỵ Gia Định, gồm có các đi Phú Lợi 1, 2, 3 của tỉnh Bình Dương, một E của Công trường 7, Ba Ngọt thọc sâu xuống tới xóm mới xã An Nhân Gò Vấp thì bị nhân dân tự vệ bao bắt được. Cánh phía Nam tức phân khu 2 và 3, từ quốc lộ 4 vô Phú Lâm, Phú Thọ Hòa, chợ lớn do Trung tá Hai Nang chỉ huy, ông này đánh sơ sơ ba sợi vô tới chợ lớn rồi hồi chánh trong đợt 1. Cánh Trường Sát Nhà Bè tức phân khu 4, do 10 đài làm tư lệnh, tám quan chúa nói phét, kẻ tổ chức đám con gái dũng sĩ làm chánh quỷ. Bộ hạ gồm có năm Kỳ Nam, chánh quỷ và hai lơn phó tư lệnh. Bọn này chỉ huy đám đặc công đánh hãng dầu Nhà Bè, nhưng chẳng được trò hề gì ngoài việc nã vài trái DKV, tức đạn khoan bê tông vào hãng Shell, làm cháy lam nham mấy cái bệ hai ba tàu và cháy xà lan gần cầu Phú Xuân. Bọn đầu bò rờ ở trong căn cứ Long Nguyên này cho đến khoảng tháng 7 năm 68 thì cả bọn bồng bới nhau chạy lấy người qua xứ Cao Nguyên ở đậu. Khoảng tháng 9 68 tôi có đến đây để học tập về thành lập chính phủ ma do Huỳnh Tấn Phát cầm đầu và vụ đàm phán Paris. Vì vậy tôi mới có dịp đến đây ngó cái tác phẩm vĩ đại của Tư Cường Công binh Đoàn 429, nơi ghi dấu nhục nhã của chiến tranh giải phóng miền Nam, cái chết của Sáu Vi, đại tướng đầu đỏ. Nói tóm lại, các cánh tấn công Sài Gòn đều đánh lam nham, không có một nhiệm vụ nào được hoàn thành 5%, 10%. Nhưng Đài Giải Phóng và Đài Hà Nội đều la tra trả suốt ngày đêm. Đài phát thanh cơ quan tổng tham mưu Tân Sơn Nhất đều bị quân giải phóng chiếm lãnh hoàn toàn. Các tỉnh lỵ lần lượt hết tỉnh này đến tỉnh khác được giải phóng. Đồng bào ồ ra đường đón mừng quân giải phóng. Mẹ kiếp, quân giải phóng ăn cướp đến đâu đồng bào chạy bạt mạng, không dám dừng lại dòm xuống dưới xem mặt quân giải phóng mồm ngang miệng dọc ra sao. Tập 108 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 109.